thành kia luôn kìa cả nhà, cậu mình bắt rồi. Tán tán kìa 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 trời à, rồi đi luôn rồi, đi luôn bó tay thì chứ đi luôn rồi. Hay quá. Hello cả nhà, Tán Nguyễn miền Tây xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và luôn luôn thành công trong mọi công việc. Hôm nay Tán đi bắt chuột nè cả nhà. Tán đi bắt chuột theo máy cắt á, với mấy em nhỏ sớm đó cả nhà. Tán cũng vừa mới lên thì Tán bắt được hai con chuột trong đây rồi nè. Tán mời cả nhà theo trang Tán Nguyễn miền Tây đi bắt chuột. Hy vọng bữa nay có dính chuột cống nhum rồi Tán quay cho cả nhà xem. Tán cấp nãy thì Tán bắt ở bên đó đó cả nhà. Được hai con. Rồi Tán không có quay cho cả nhà xem nữa. Nè, trong đây nè. Hai con chuột nó to lắm. Tán bắt theo cái khu này bà con mình đang cắt theo cả nhà. Ở đây thì hai chiếc máy cắt luôn. Chuột rất là nhiều luôn. Cấp nãy thì vô bậc kinh này nè cả nhà. Nó chạy dữ lắm mà Tán bắt không có kịp. Giờ này có mấy em nhỏ sớm Tấn đi lên bắt nữa kìa cả nhà. Cái đầu ngoài đó. Này là cậu mình à. Đất này thắt rồi cả nhà ơi. Quá trời bù xích luôn rồi. Nó bay xà xà luôn á. Đi tới dòng bay nè cả nhà. Đó, nó. Cắt tới đâu là bù xích nó bay trắng giả luôn. Nãy Tấn cũng mới bắt được con chuột. Nó to lắm, Tấn không có quay kịp. Ê, rồi nhảy xuống kênh rồi. Hay quá. Cậu bắt đây tôi quay cậu. Cậu bắt. Giờ mũi xích nó bay cả nhà, đen con cho nó. Không chạy ra. Rồi đi luôn rồi, đi luôn. Bó tay thì chứ. Đi luôn rồi. Ở ngoài đằng kia cấp nãy thì có hàng chục cống đó cả nhà. Mà Tấn đào hình như là nó ra ngoài lúa. Tấn cũng vòng vòng theo mấy cái miếng này nè. Để một hồi Tấn coi thử coi nó có ra không rồi Tấn quay cho cả nhà xem. Nãy giờ cậu anh bắt được nhiêu nè. Bắt hồi nào cậu? Bắt nãy giờ đó. Một mọc luôn nè. Chuột dưới gắn. Nó có hơi có màu rồi Tấn không quay vô cả nhà xem. Con cành cành không à. Giờ này chiều rồi cả nhà. Cũng có 3 giờ mấy. Ở bên đây một chiếc nữa. Hai em nhỏ đó bắt nãy giờ cũng nhiều lắm rồi đó. Bị cắn hả? Cống nhum mấy vậy? Chụp cống nhum mấy vậy? Cống nhum. Cống nhum bự không? Bự giờ đen lụi sát lắm chắc gạt à. Chạy vô đây cái gì? Chạy xong rồi. Rồi, chạy ra hả? Ừ. Cống nhum mấy vậy? Bự không? Rõ ràng nó có cống nhum. Rồi cống nhum ra nè. Em đó bị cắn kìa cả nhà. Thấy không? Nó rõ ràng không? Mấy con đào đó đó là cái hang nó im lắm. Vì là con nhum nó chạy ra rồi cả nhà ơi. Chạy đường đó đó. Em nhỏ đó có thể chụp thì nó chạy ngang kinh luôn rồi. Bị cắn. Cái em nhỏ đó bắt được con chuột rồi kìa cả nhà. Tấn cũng vừa mới bắt dính nè.
vô. Đi là đang bắt cả nhà. Nhóc chân. Cái nãy còn cũng nhùm to lắm ở đây nè. Nhảy xuống đây rồi cả nhà. Rồi mấy em giữ dịch, mấy em nhỏ giữ dịch ở bên đó đi qua bắt nữa nè cả nhà. Giờ này mấy em nhỏ giữ dịch đi lên bắt chuột nè cả nhà. Nhiều lắm. 4-5 em mang bao tay trang bị full phụ kiện luôn cả nhà ơi. Mới bắt dính là gì cần? Quay thử à. Một con chuột nè. Cưng ở đâu qua đây bắt hả? Mình chưa bình đó đó hả? Quay tốt vậy. Con nhỏ nó mang bao tay kìa nha. Trang bị ghê không? Mở dạc cưng lấy cái cây đập miếng bên đó kìa. Còn được mấy đường nữa là hết ở bên đây nè cái nhà. Con chuột chạy ra khỏi cũng hay à, mấy em nhỏ này chụp dữ lắm nè. Đường nó hết rồi. Mấy em nhỏ ở quê này nhỏ nhỏ bắt rắn bắt chuột hay lắm. Đang giữ dịch ở bên bên đây nè. Còn cắt bên đây nữa nè cả nhà. Chạy ra có cụ chạy ra kìa. Cắt hết rồi nè cả nhà. Cái khu bên đây là hạt trơn lúa luôn à. Em nào nãy bắt được bao bao rồi kìa. Tấn nãy giờ thì Tấn không có bắt. Tấn ngồi ở trong đây nè. Tấn về cả nhà ơi. Đây vô Tấn quay chuột. Được có mấy con à. Nguyên cái khu này bữa nay nữa là hạt trơn lúa à cả nhà ơi. Chuẩn bị bà con mình người ta vô nước á, người ta xới rồi người ta xả. Đang được 6-7 con gì đó ở trong đây nè. Con bự bự không à. Còn mấy con chuột thì Tấn lụm thêm mấy cắt với Tấn bắt nhỏ nhỏ á. Tấn cho mấy em đó hết trơn rồi. Được rồi, đứng đây đi. Cầu mình bắt một bọc chuột luôn nè cả nhà. Được mấy con rắn à? Một con. Đừng, một con rắn. Hai con mà. Hai con dưới ếch nữa nè. Một bọc luôn. Do có màu rồi Tấn không có quay được cho cả nhà xem nữa. Anh cũng mới làm đây rồi cưng ơi. Cưng bắt nãy giờ được mấy con rồi? 4 con. Gì vậy? Nãy có con giùm ở đây nữa nè. Kìa kìa. Con gì kìa. Có con gì kìa cả nhà. Người ta không quay cái người ta không về. Áo cao nghịch tới giờ hả? Em đã dính nè kìa. Áo cao nghịch tới gì ơi? Chắc cái đằng đó nó bay lại quá. Gì vậy? Anh quay thử rồi. Ôi ôi con này cúm đúng hay gì mà. Chằn nghịch nè. Hay quá. Muốn về cả nhà ơi. Tấn cũng xin kết thúc video tại đây. Tấn cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh Tấn Nguyễn Miền Tây. Hồi ở cầu mình bắt một bọc con gì kìa. Tấn bắt được có mấy con à? 6-7 con gì á. Trong đây nè.